cưới ơi, nhìn gia đình kia kìa, họ đã là vui vẻ và hạnh phúc. Chắc họ cũng đợi chúng ta xuống trần gian chơi cùng đấy. Tí thôi. Wow, giả đi này trang bị măng cỏ đẹp quá. Nhìn tôi xem hơn măng cỏ ngã ngoài. Đúng vậy, nào cùng thử các món ăn chén bàn nhé. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bước bàn măng cỏ. Hôm nay chúng tôi sẽ cho bạn xem trồng măng cỏ có những gì. Bánh trung thu ngon. Nhằm bánh trung thu là bi trà sữa. Chị chưa bao giờ thấy bi này trên phương trong. Chị cho bánh trung thu này tạm giảm. Trà này bị thăm, ít ngọt hơn sữa tươi trong trâu đường đen. Cô cho 6 điểm thôi. Ron đen là tươi đẹp, nhưng họ có học cho em chị hết. Chị Hàn cho 5 điểm. Ê, ngu là trời, cái gì đây ta? Cả hai thật sự không biết nó là gì ư? Không biết. Không biết ngờ, không biết ngờ. Đây là chiếc đèn lồng trên đi nhất hiện nay của chị em đó. Đèn lồng RG, rước đèn kéo quân, vui bừng về bánh. Wow, cho chị order với cái bánh Oshime trước cái lồng đèn này bởi. Buồn quá, sao bây giờ cậu mới biết có một cái lồng đèn xinh xộp đến thế. Wow. Khi mở hộp ra, bên trong sẽ có hai RG Akiko dầu vitamin và canxi, một gói kẹo trái cây thập cẩm thơm ngon, một bánh kẹo Nhật Okome giòn tan. Ngon. Ôi xì. Ngon. Sau đó, chúng ta có thể tách những hình thỏ ngọc và âm sao trên bao bì. Đèn lồng RG đây rồi, xịn sò hết nước chấm luôn. Các bạn đã mua lồng đèn RG chưa? Hãy mua lồng đèn RG để rước đèn cùng chị Hàn chú cùi chúng tôi này nhé.